Sau đây là tường thuật trực tiếp hai cao thủ đang đi bẫy trộm. Các anh đang bày binh bố trận. Hình như là xong. Chắc các bạn biết đây là à. Là rừng Cúc Phương này. Leo lên trên đồi kia tí kiểm đâm bắt được thì tha hồ ăn đòn.